Video này là một video cực kỳ hấp dẫn dành cho những anh em nào mà chúng ta muốn kiếm tiền với lại chủ đề âm nhạc. Và đây là một video làm hoàn toàn bằng AI các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào một cái bài nhạc này. Mình sẽ nghe rồi. Tiếng cùng đột đặn trong tiết xuân rực rỡ, nắng vàng soi bước người như. Các bạn thấy không? Đây là một mà video làm hoàn toàn bằng AI các bạn nhé. Và với cái cách làm mình sẽ hướng dẫn sau đây, chỉ với vài phút thao tác thì các bạn có một bài nhạc làm hoàn toàn bằng AI mà các bạn không cần tốn một cái khoản phí nào. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào cách làm nhé. Rồi bây giờ thì với cái chủ đề nhạc này thì chúng ta có thể khai thác từ giờ đến được Tết, thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ có doanh thu vượt trội khi mà chúng ta kiếm tiền trên YouTube. Rồi thì đây là một cái video mình làm hoàn toàn bằng AI. Đây, một vài cái video bài nhạc mình làm hoàn toàn bằng AI các bạn nhé. Thì để mà làm một cái bài nhạc như thế này thì đầu tiên thì bạn sẽ truy cập vào cho mình vào cái trang là suno.ai này. Thì cái đường link mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video này nhé. Thì sau khi mà chúng ta đăng nhập vào, chúng ta tiến hành chúng ta đăng ký một cái tài khoản, thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì ở đây có một là cái phần tạo này. Đây là phần tạo một cái bài nhạc mới này. Tiếp theo là chúng ta có thể tạo một cái bài nhạc thông qua cái lời. Thì để mà viết lời thì anh có thể dùng nhờ ChatGPT tạo lời cho anh em. Thì chúng ta có thể viết ở đây. Và cái phần phần rất là hay là cái phần tạo cái clip. Thì ở đây cũng nó cũng đề xuất cho anh em một số những cái ảnh ở đây. Thì chúng ta có thể tạo luôn cái clip tại đây. Thì với cách này thì chúng ta có thể up luôn trực tiếp cái video đó để lên YouTube cho nên kiếm được tiền luôn nhá. Rồi. Ngoài ra nó có một số chức năng nữa. Thì ở đây cái gói free này thì anh em sẽ có khoảng 50 credit trên một ngày. Thì anh em có thể sử dụng đây, 150 credit này. Thì một ngày anh em có thể tạo được khoảng tầm độ vài bài đấy. Thì mình nghĩ là chức năng hiện tại đang miễn phí là em dùng, có thể dùng tham khảo để trải nghiệm nhé. Và cái gói tháng của nó thì nếu mà anh em nâng cấp lên bản Pro thì em có 2.500 credit thì anh em có thể tạo được rất là nhiều bài nhạc ở đây. Đó, thì nó chỉ 8 đô một tháng thôi. Thì em có thể tham khảo qua ở đây nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi trực tiếp vào cái cách tạo bài hát luôn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái đầu tiên là các bạn có thể tạo một cái bài bất kỳ. Rồi, ở đây nhá, mình sẽ yêu cầu cái con AI này nó sẽ viết cho tôi một bài hát về Tết với giai điệu vui tươi, điệu sôi động, vui tươi. Đó, cái câu mà anh em nhập vào này, cái câu cực kỳ quan trọng này. Thì bây giờ sau khi mà mình đã yêu cầu nó viết cho mình cái bài nhạc thì mình sẽ bấm vào phần đây này, có cái biểu tượng hình âm nhạc này, cái phần tạo này. Đó, thì ngay lập tức cái con AI này nó sẽ viết cho mình một bài, và ở đây nó dưới 2 phút luôn. Thì dưới 2 phút anh em có luôn một cái bài nhạc ở đây rồi nhá. Rồi thì sau chưa đầy 2 phút thì AI đã tạo cho mình một cái lời bài hát này cộng với lại cái âm thanh luôn. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây là cái thể loại hiện tại nó tạo cho mình một thể loại là pop này. Đó, lời bài hát cực kỳ là rõ ràng luôn nhá. Và bây giờ để nghe thử của nó thì mình sẽ kích vào cái phần này. Mình sẽ nghe thử một cái bài hát mà AI tạo ra xem nó như thế nào nhá. Đó, nó có cả âm, có cả nhạc luôn các bạn ạ. Thì với ngày xưa ấy, nếu mà những anh em nào mà không biết nhạc thì đó, các bạn nghe hay không? Hay khi còn hay hơn cả producer ấy. Đấy. Thì em có thể vào đây. Đấy, có cả đạn hú luôn nhá. Rất là chuyên nghiệp đúng không anh em? Đấy, thì nếu mà như cái ngày xưa mà để mà tạo ra một cái bài hát như thế này thì một cái người producer cần phải hiểu cực kỳ rõ về âm nhạc này cũng như là lời ca các thứ.
Với sự trợ giúp của AI thì em có thể tạo ra một bài nhạc một cách hoàn toàn là miễn phí và một cách rất là chuyên nghiệp anh em nhé. Rồi thì đây là cách một để mình tạo một cái video. Rồi thì bây giờ để tải cái bài nhạc này xuống này thì mình sẽ chọn cho mình vào cái biểu tượng là cái hình mũi tên này. Sau đó mình sẽ chọn là phần download video. Rồi thì ngay lập tức nó đã lên một cái này. Mình sẽ mở lên nhé. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái thể loại là style pop này. Đó. Có cả lời bài hát luôn nha các bạn nhé. Và tạo một cái video này cực kỳ hay luôn đúng không? Đấy thì với cái mà gợi ý này của mình thì em có thể triển khai một cái chủ đề để chúng ta làm một cái chủ đề về nhạc Tết thì cực kỳ là hay luôn anh em ạ. Đó thì là rồi thì mình sẽ tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách thứ hai nhé. Vậy thì cách thứ hai này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình dùng ChatGPT để mình tạo một cái bài hát ở trên đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ dùng cái ChatGPT. Ở đây mình có sẵn ChatGPT rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ yêu cầu ChatGPT là hãy viết cho tôi một bài hát về Tết với phong cách vui tươi sôi động. Rồi mình bấm enter này thì ngay lập tức cái ChatGPT sẽ viết cho mình một cái lời bài hát về Tết. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái lời bài hát này và mình sẽ copy vào cái phần mềm Suno để mình tạo một cái bài hát cực kỳ là hay luôn. Rồi thì tới đây thì mình sẽ copy toàn bộ cái lời bài hát này mà ChatGPT đã viết cho mình. Rồi mình copy mình viết vào đây. Rồi bây giờ cái thể loại style of music này, cái thể loại này thì mình sẽ chọn là pop nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vào phần general này, generate này. Đó thì các bạn cũng chỉ cần chờ một chút thôi là cái phần mềm này nó sẽ tạo cho mình một cái bài nhạc. Thì với cách hai này thì nó sẽ chủ động hơn cái cách một, bởi vì cách một thì mình để AI nó hoàn toàn tự động tạo cái lời bài hát cho mình. Và cái cách hai này thì mình sẽ dùng cái ChatGPT này mình tạo một cái lời bài hát thì nó có thể chi tiết hơn cái cách một nhé. Rồi thì sau khoảng tầm 2 phút là mình sẽ có một cái bài nhạc như vậy. Thì kết hợp với đấy thì nếu mà anh em mình có chiến lược mà để triển khai trên kênh YouTube ấy thì hiệu quả kiếm tiền trên đó là cực kỳ là tốt đấy anh em ạ. Thì từ giờ đến Tết là nhu cầu nghe nhạc của người dân thì nó sẽ cao. Nên là anh em mình sẽ chớp cái thời cơ này để anh em kiếm được thật nhiều tiền từ giờ đến Tết anh em nhé. Rồi thì sau khoảng 2 phút thì cái phần mềm thì AI đã tạo ra cho mình một cái bài hát và bây giờ mình sẽ nghe thử nhé. Nghe cũng khá là hay đúng không? Thì với cái cách hai này thì mình thấy cái âm của nó nghe cũng hơi ngang so với cách một. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách một này để ta triển khai cái bài hoàn chỉnh nhé. Đây, mình nghe lại cái bài một này. Đấy, các bạn nghe có thể là cái bài một này nó có thể là nó mượt hơn đúng không? Rồi thì sau khi mà tạo xong nhạc rồi ấy, thì mình cũng có thể mình tải ở đây. Mình đấy, mình chọn một là có thể tải video xuống, hai là mình có thể tải audio xuống. Thì đó là cái cách mà chúng ta tạo một cái bài nhạc bằng phần mềm AI.
Và với cách này thì mình có thể triển khai mình kiếm tiền từ giờ ăn Tết một cách là hoàn toàn là tốt anh em nhé. Đấy, nếu mà anh em nào mà có cái chiến lược cũng như là cái định hướng rõ ràng để triển khai kiếm tiền trên YouTube thì mình nghĩ rằng cái chủ đề này là một cái chủ đề kiếm được rất là nhiều tiền. Đó. Rồi thì ở video sau thì mình sẽ chia sẻ cho em những cái chiến lược để chúng ta phát triển một cái kênh YouTube về chủ đề âm nhạc và làm sao mà để tránh cái vi phạm bản quyền cũng như là cái tránh cái reset khi mà chúng ta bật kiếm tiền nhé. Thì hy vọng rằng anh em xem được đến cái phút này rồi thì anh em có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và nếu như mà anh em có những vấn đề gì thắc mắc thì anh em có thể comment tại video này. Mình sẽ giải đáp và trực tiếp cho anh em trong cái khoảng thời gian sớm nhất. Rồi, thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.